nha, hôm nay giao con bằng 2 lá 2 về Hà Nội nhất bác. Giao trong đêm luôn nha. Đang bảo dưỡng cho hết nhất bác. Bốn cọc gió rất là mới luôn nhất bác. 3.200 lá 2 nha. Chơi chơi. Máy rất là đẹp luôn nha các bác. Giao trong đêm nha. Máy rất là đẹp các bác. Máy đang bảo dưỡng nha. Đó, nó dính cái này cho giờ nước. 3.200 lá 2 nha các bác. Máy rất là đẹp luôn nha các bác. Gió nó là 4 cục gió là khó chơi nha các bác. Khó chơi vô đâu luôn nha. Cái bồ này bắt chủ được đánh nó chạy xéo nhận quá. Dạ chưa bắt gà. Dạ bắt gà. Quá sét. Bao đầm hai bóng đèn. Cho nó sáng nhất đêm nay luôn. Bàn 2 lá 2 đời tơi nha các bác. Còn nước còn không? Mới đâm vào thêm nữa. Ngày tối một chút nha các bác. Ở xe 1. Rồi, chuẩn bị lên xe về Hà Nội nha các bác. Giao ra ngoài Hà Nội. Máy chạy quá ok luôn nha các bác.
cần dòng bàn 202 này hãy liên hệ số bên dưới nha. Yeah.